First Entertainment Channel. Kính chào các bạn. Ok, thôi bây giờ mình mở cái hộp này ra nha. Cái hộp này có... Đây là đồ chơi làm dòng trang sức cho em bé. Cái này cho em bé hả? Không, mà không phải em bé đâu. Mà nó Chloe. À, làm đồ trang sức cho Chloe. Mình thấy ở trên đây là giá của nó để là giá ở trên hộp là 219.000. Rồi, Chloe ơi, bây giờ mình mở cái hộp ra nha. Mình mở ra nha, để Cúc cắt ra. Dao bự quá. Rồi, xong một bên. Rồi, xong. Cho mình mở đi. Ok, rồi bây giờ Chloe mở ra đi. Ê. Mở đây nè. Nè mình quay qua đây cho mấy bạn coi. Không biết cái gì ở trong đây đây. Không biết nữa. Lắc lên thử coi, lắc lên thử coi. Không biết nữa nuôi, lắc thử coi nó có cái gì trong. Không biết. Không biết thì thôi giờ mình mở ra đi. Wow, một cái màu xanh xanh. Em xanh là màu áo của Chloe hôm nay. Đâu, để Cúc coi coi còn gì trong đây không. Hết rồi mọi người ơi, không còn gì hết. Rồi, bây giờ coi nè. À, từ từ nha. Nó sẽ có một cái hộp giống như vậy. Và những cái bịch. Đâu, coi cho Cúc mượn coi. Rồi, đây. Để mình cắt, để mình cắt. Cuốn hướng dẫn sử dụng. Ok, so. Để mình cắt đi, cấm kéo. Không, cái này mình không có cần kéo, mình mở cái bịch ra giống vậy nè. Rồi bây giờ ở trong đây nó sẽ có 1 bịch, 2 bịch, 3, 4 bịch. Mình sẽ từ mở hết 4 cái bịch này ra nha. 1, 2, 3, 4, 4, không 3. Rồi thôi, được rồi, 3, 4 gì kể nó đi. Bây giờ Khôi mở bịch này ra đi. Cái kéo không? Mở 1 bịch, không, Khôi mở cái bịch này ra thôi nè. Rồi xong. Rồi trời ơi, cái bịch này nó có nhiều màu quá nè, xanh đỏ tím vàng. Chắc là làm cái dòng nó sẽ đẹp lắm á. Ha cô gì ha. Mình không muốn mở ra. Thôi vẫn đang cặm cụi mở cái bịch. Mình không muốn mở ra Cúc ơi. Đây đợi chút xíu. Rồi, đây. Đây là cái gì đây? À, beans. Đây là cái khoen. Beans, I said beans. I said beans. Rồi, beans. Tiếp. Beans. Cái này là gì đây thôi? Không biết. Không biết luôn. No. Đi, mình còn ở đây nhiều lắm. Rồi xong. Rồi bây giờ Khôi thích màu nào để Cúc coi. Trời ơi, ở trong cái cuốn này nó sẽ chỉ cho mình rất là nhiều cái loại dòng khác nhau. Ví dụ như là mình mở vô cái trang này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ chỉ cho mình làm cái dòng màu vàng nè, dòng màu tím nè, đó, màu xanh. À, hôm nay chắc là sẽ làm cái dòng màu xanh đi, để cho nó hợp với lại bộ đồ của Chloe. Chloe khoái không? Rồi thôi, bây giờ nè, coi cái dòng màu xanh đi. Trời ơi, cái dòng màu xanh nó dễ làm lắm, nó chỉ có một cái trang như vậy thôi. Chloe ơi, đâu đưa Cúc coi. Rồi bây giờ lấy một cái cọng giống như vậy, người ta gọi là cọng dây cước. Xong. Không muốn bỏ vô. Nè Khôi cầm đi. Mình cầm. Khôi bỏ cái này vô nè. Bỏ mấy
Khôi thích á, bỏ đại vô cũng được. Không có cái lòng. Rồi bỏ vô. Ok, rồi kéo cái dài cái đầu gì ra đi. Thôi mình mở lên đây này cho mấy bạn coi. Đó. Rồi bây giờ mình mở cúc. Không, đến cúc, cúc sẽ lựa cái cục màu màu này đi. Màu vàng nè. Không phải đó, golden. Ừ. Golden không phải. Golden không phải màu vàng đâu. Golden mà golden. Rồi màu cam cho một cái màu xanh vô đi Khôi. Màu xanh. Màu xanh đấy. Xanh green á nè. Rồi bỏ vô. Oopsie. Oh, ra 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 ra. Lỗ đâu mất dữ vậy? Khôi đang kiếm cái lỗ. Khôi kiếm hoài không ra cái lỗ. Đây đây cũng chỉ cho. Rồi, đây. Cuối cùng Khôi cũng đã tìm ra được cái lỗ. Ok. Rồi, bây giờ mình bỏ màu xanh này đi. Màu xanh blue. Không muốn màu xanh luôn. Rồi, bỏ hai cục màu xanh luôn. Ok. Mình không kiếm không ra được. Bây giờ là thôi bây giờ Cúc nghĩ là bỏ mấy cái hộp nhỏ nhỏ vô đi cho nó đẹp. Con muốn nhỏ. Bỏ cái màu vàng. Con muốn màu vàng hơn. Màu vàng hơn nó đẹp quá. Không có màu cam được. Cho mình bỏ vô. Cho mình bỏ vô. Come on. Happy. Được không? Come on. Tay của Khôi run vậy nè. Đây, cái này Cúc bỏ cho mình. Dùng quá. Dùng quá. Này lên sóng nên run quá. Rồi. Từ từ cho tiếp hai ba cục này vô luôn đi. Rồi mình thôi. Không kiếm không bây nghe. Giờ cho cái màu xanh này nè. Thôi muốn chọn cái nhỏ hơn. Cho cái ngôi sao vô. Cho cái ngôi sao vô. Đợi xíu nha. Cho mình. Cho mình bỏ gì? Cho này. Màu hồng hả? Không biết Khôi cho màu hồng vô để làm cái gì. Con thích màu hồng. À, Khôi thích màu hồng. Thôi, bây giờ Cúc sẽ chọn một cái này để gây điểm nhấn. Nó sẽ có hình ngôi sao. Con muốn có ngôi sao. Con muốn ngôi sao. Nó sẽ có hình trái tim. Trái tim như thế này nè. Cái ngôi sao luôn. Rồi, bây giờ có hình con cú. Mình để đây đi. Cho mày coi. Thôi mình đây. Để đây đi để lát mình lựa cho nó dễ. Con cú có mèo. Có hình chìa khóa nữa nè. Chìa khóa nữa hả? Chìa khóa dễ thương. Rồi. Cho mình mượn giới nha. Để đây. Chìa khóa nào? Rồi. Lắp trên tùa. Rồi xong chưa? Bây giờ bỏ. Giờ coi thích cái hình nào ở trong đây. Để coi coi Khôi chọn hình nào. À Khôi chọn hình ngôi sao. Đâu đâu đưa cho mấy bạn coi đi Khôi. Yeah. Đó ngôi sao màu vàng. Ok rồi it's bây giờ it's not yellow, it's golden. Ok it's golden. Rồi bỏ vô. It's not really yellow. À cái lỗ này nó bự nè nên là Khôi dễ bỏ lắm. Nè. Ok. Cứ bỏ lùm đi. Thôi
Bây giờ mình lựa cái khác đi, kể nó đi. Sao? Quả sao? Okay. Rồi bỏ hình ngôi sao vô đi. It's going to be trickier. Rồi. Mà bỏ vô được. Sau khi bỏ vô hình ngôi sao thì nó sẽ ra được như vậy. Thôi mình bỏ tiếp hộp vô đi. Để Cúc đo cái tay của Khôi coi khoảng cần bao nhiêu. Đâu đưa cái tay lên cho Cúc coi coi. Đó, mình phải đo cái tay của bé để mình coi là mình cần bao nhiêu nữa. Rồi, vậy là mình sẽ làm thêm một khoảng bao nhiêu đây nữa thì nó sẽ là vừa với lại tay của Khôi luôn. Rồi. Thôi, bây giờ mình bỏ tiếp cái hộp vô đi. I want this one. Cho mình rồi. Để cốt xíu. Từ từ bỏ hộp này vô. Ôi, chậm quá. Rồi. À, Khôi chọn cái hình tròn có cái hộp kim cương màu trắng ở giữa. No, it's a golden one. It's not white. Vậy là mình sẽ có hai hình, hình trái tim và hình diamond. Ok. Bỏ tiếp một hộp màu xanh. Một hộp màu đỏ. Giờ mình lựa màu gì cho nó tươi tươi bây giờ coi. Giờ màu bỏ một cái hộp màu vàng đi. Màu vàng đâu? Rồi bỏ rồi, Cúc bỏ màu vàng rồi. Giờ Khôi bỏ màu cam vô đi. Bỏ màu cam vô. It's gonna be ready. Come on. Đây. Còn nhiều cục nữa. Khoan, bây giờ đo lại lần nữa nè. Đo lại lần nữa coi, vừa chưa? Sắp rồi, sắp rồi. À, sắp đến rồi. Sắp đến rồi, thôi bây giờ mình lựa mấy cái hộp bên này nè. Mấy cái hộp bên này chưa có bỏ nhiều nè. Nó mở xong rồi nè. Không, cho nó bên đây cho nó đều. Khôi cũng khéo tay ghê. Đâu được không? Cái tay không bị lắc lắc. Khôi đã bật gục. Bật cái gì? Đây thôi, để Cúc bỏ. À không, cái lỗ này nó nhỏ quá. Khôi à, cho Cúc mượn coi, cái chừng nó rớt ra cái đầu bên kia đó. Rồi bây giờ cái sợi dây nó cũng khá là dài rồi. Mình bỏ thêm chừng 2 hộp bự nữa là được. Rồi coi chọn một cái nữa đi. Chọn một cái nữa đi coi. Sorry. Thôi cô chọn màu cam luôn. Sorry. Rồi lần cuối cùng nè. Lock and coi à. Cho mượn cái tay đi. Cho cái tay lên. No. Tay nào? No, the key first. Thôi, có cái key rồi, trong đây có hai cái rồi. Đưa Cúc mượn cái tay. No, this is not the key. Rồi bỏ cái key vô. Bỏ cái key bên đây nè. No, this way here. This have a smoke. They have a smoke. Yeah, you see, have a smoke. Come on. Ồ, Khôi biết là sẽ bỏ vô cái lỗ nào luôn. Hay quá vậy ta. Rồi, để Cúc phụ Khôi cho nó đẩy vô trong nha. Rồi, được rồi. Chưa đủ nữa. Thôi, đủ cái tay của Lui rồi. Nhưng mà không có nhiều. Nè, đưa tay đây, Cúc đo cho. Đưa tay đây. Yeah. Nè, thấy chưa, đủ rồi nè.
chưa đủ. Mẹ giơ tay lên cho mấy bạn coi coi. Đó. Wow, nhiều màu sắc quá. Tiếp theo, mình xem lại lần cuối nha. Rồi bây giờ mình bỏ cái khóa vừa để mình khóa lại. Khóa rồi hả? Khóa rồi. Thôi giữ cái đầu này cho Cúc đi. Giữ cái đầu này cho Cúc. Cúc nó xích ra đây. Rồi Khôi giữ bên đây đi. Giữ đây cho Cúc. Rồi giờ Cúc cột hút cái đầu này lại nha. Sorry. Để cho chắc thì mình sẽ cột lại thêm một lần nữa. Khôi giữ lại cái. Rồi hên quá, chụp kịp. Không thôi là nãy giờ làm. We have 1, 2, 3, 4. Khôi ơi, mình đã buộc xong một cái đầu rồi nè. Buộc xong rồi hả? Rồi. And then you can make us up and only early up. We got a Pepsi, spend it from behind. So then we got a Pepsi, we spend it. Đâu, để cô kiếm cái khóa coi. Cái khóa hồi nãy mới thấy đâu rồi. Đây, nó sẽ có một cái khóa. Nè, cái này mình. Đó, cái khóa càng cua. Rồi, cái khóa này mình sẽ cho cái cọng dây nó đi qua đây. Nè, không, mình sẽ bỏ một cái khoen vô trước. Nó có sẵn một cái khoen giống như vậy. Đây, cái khoen giống như vậy, mình sẽ bỏ cái khóa càng cua này vô đây. Mình dùng tay mình đẩy nó sát vô. Yeah, vậy là mình đã có một cái khóa. Rồi bây giờ mình mở lại vô đây. Xoàn kim cương. Khôi à, Khôi ơi, bây giờ mình đã có một cái cọng dây khá là hoàn chỉnh và bây giờ mình chỉ còn bước là mình buộc cái đầu bên đây lại. Sau đó là mình sẽ móc cái khóa này qua. Giờ để cho dễ thì mình móc cái khóa này trước nha. Đây, mở nó ra. Rồi, móc vô cái vòng ở bên này. Đó. Rồi, bây giờ nó đã dính lại như thế này nè. Khôi ơi, bỏ tay vô thử coi vừa không? I'm so shy. Khôi đang ngại, tại vì Khôi được đeo vòng mới á, nên Khôi ngại lắm. Sao, Khôi thích không? No. No. Sao Khôi không thích? I don't like it. Sao vậy? Thật nó. Rồi thôi, bây giờ để Cúc làm đi, rồi lát nữa đẹp quá là Louis, Khôi sẽ thích thôi. Xong rồi, Khôi ơi. Rồi Khôi đeo vô tay đi, giờ Cúc cắt cái sau khi đã khóa cái này rồi. Cắt đi, mình biết cắt. Mình bắt. Nè, cắt cái chỗ dư này đi. Chỗ dư nào? Rồi. Cắt đây, đây, đây đi. Oh no. No, my player.
Nó bay cười. Rồi sao Khôi ơi, xong rồi. Xong một đầu rồi. Xong một đầu rồi hả? Ừ. Rồi bây giờ mình có Shit. Mình cắt luôn cái đầu bên đây nữa nha. Khôi ơi lên đây để mình chuẩn bị mình thử dòng nè. Con tắm kiên clean up cho mẹ. Thôi lát nữa, lát nữa. Không. Rồi cắt xong rồi nè, nè nè, dòng mới xong rồi nè. Buổi review tới đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn. Đó. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau.